Rồi, chị này giới thiệu với mấy anh em ha. Mình cũng mới vừa vệ sinh được ba con mái. Ba con cũng là dòng Magu nữa. Nói sơ ha, con này là Magu 2/3. 2/3 này là tum gời. Chứ mà hôm nay thì đăng lên ba con này, con nào cũng tum gời chứ á. Càng ngoe thì đầy đủ. Chung mái này thì nó bốc lắm. 2/3 là chạy ok bốc. Nắng chói quá vậy nè. Con này cũng 2/3 nữa mấy anh em. Mình gọi kêu con này con số 1 đi. Là 2/3. Số 1 nắng chói nhìn không rõ cái mái vậy. Hình thức vậy nè, đẹp lắm. Mái chạy bốc lắm, lại xăng nữa. Mái thì còn nguyên zin ha. Con này cũng 2/3 luôn. Magu 2/3 nhưng mà nó chạy lực. Như con này mình nói nè, con này là 1.7 nè. Con này là 1.8 nè. Là hình thức nó gì nè, tay cầm tay lái nó gì nè. Đó. Chờ lực mình giờ cũng như là mình kéo vô, bỏ xuống vô là chạy đó. Này chạy bốc lắm, thằng nào cũng như chạy bốc ấy. Con này 1.7 luôn. Cứ như con này 1.8. Thì má này còn con này đẹp lắm. Con này là 1.7 nè. Ngon. Nhật chạy bốc, lại sang đó nghe anh em. Có gì cần gì liên hệ mình ha. Điện thoại mình bên dưới. Rồi chào anh em.